Thưa bà con và các bạn, ngày 10 tháng 11 năm 2021, Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng có thông cáo báo chí về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến 15 giờ ngày 10 tháng 11 năm 2021, cụ thể như sau: số ca mắc trong cộng đồng, số ca mắc mới trong ngày 299 ca, bao gồm huyện Kế Sách 76 ca, huyện Thạnh Trị 56 ca, huyện Mỹ Tú 43 ca, thị xã Vĩnh Châu 27 ca, thành phố Sóc Trăng 25 ca, huyện Trần Đề 23 ca, huyện Mỹ Xuyên 19 ca, huyện Châu Thành 12 ca, thị xã Ngã Năm 9 ca, huyện Cù Lao Dung 6 ca, huyện Long Phú 3 ca. Trong đó, 170 trường hợp là F1, 19 trường hợp về từ vùng dịch và tất cả đã được quản lý trước đó, 81 trường hợp phát hiện qua sàng lọc tại cộng đồng, 29 trường hợp phát hiện trong khu vực phong tỏa. Số ca mắc cộng dồn đến thời điểm hiện tại 8.166 trường hợp. Số ca khỏi bệnh xuất viện trong ngày 242 ca. Số ca khỏi bệnh cộng dồn đến thời điểm hiện tại 5.205 ca. Số ca tử vong trong ngày 1 ca, cộng dồn 58 ca. Số bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại cơ sở y tế 2.903 ca. Tiêm ngừa vaccine phòng COVID-19, tỷ lệ dân số trên 18 tuổi được tiêm ít nhất một mũi là 87,38%. Tỷ lệ dân số trên 18 tuổi được tiêm đủ 2 mũi là 24,11%. Bà con từ các tỉnh, thành phố về Sóc Trăng hãy chủ động đến ngay các trạm y tế xã, phường, thị trấn để khai báo y tế và xét nghiệm nhanh. Tiếp tục thực hiện nghiêm thông điệp 5K, không chủ quan, lơ là, chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết, cài đặt ứng dụng BC COVID để có mã QR, cùng tham gia giám sát cộng đồng để bảo vệ vùng xanh. Các bạn và bà con hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những video tin tức tiếp theo nhé.